Chào cháu. Này mưa gió sao cô đi chợ mua nhiều đồ này? Cháu thấy nó về. Ôi giời ơi, hôm nay phải ra chọn toàn những đồ ngon, đồ tươi như thế này. Phải đãi nó một bữa. Còn đâu, cho nó mang lên Hà Nội. Ui, lâu lắm rồi cháu mới thấy em Thủy nhà mình về đấy. Ừ. Này chắc cô vui lắm nhờ. Vui lắm cháu ạ. Cái Thủy nhà cô á, nó bận lắm. Nó làm ở cái công ty du lịch lớn nhất ở Hà Nội đấy. Nghe nói là làm chức trưởng phòng cơ đấy. Nhất cô rồi nhá. À, có nhiều đồ như thế nặng lắm nhờ, để cháu xách không nhá. Không, không, không. Không, cô xách được. Cô chào cháu nhá. Dạ vâng, cô chào cô ạ. Em rửa hoa quả chưa đấy? Ôi, vườn nhà sạch mà chị. Biết là sạch, thế nhưng mà còn rất nhiều vi khuẩn ở trong đấy. Bây giờ rửa là phải dùng cái máy xúc ozone ấy. Đi rửa lại đi. Trước giờ vẫn ăn như này, ngày xưa chị cũng ăn như thế, có sao đâu ạ? Bây giờ thì chưa bị làm sao, nhưng mà về sau biết được khi nào vi khuẩn nó sinh sôi nảy nở đâu. Thôi em đi rửa đi. Để em đi rửa lại. Con chào mẹ ạ. Con trai mẹ hôm nay lại sạch sẽ thế. Dạ vâng. Rửa cả ổi cái đấy. Thế chị con đâu rồi? Chị con ở trong nhà ạ. Thế à? Mẹ ạ, sao mẹ mua lắm thế? Nhà mình mỗi ba người ăn thôi mà. Ở đây nó vừa ngon, nó vừa tươi. Trên thành phố làm gì có cái loại đấy mà ăn. Rồi ở trên thành phố nhiều đồ tươi ngon hơn. Mua trong siêu thị còn được kiểm tra chất lượng. Ăn đảm bảo hơn mấy đồ này cơ mẹ ạ. Đóng hả con? Như đấy cho. Thời buổi nào rồi mẹ còn nấu cơm bằng đồ gang bếp củi. Mẹ quen nấu bếp củi rồi. Mà nấu như thế này mới ngon con ạ. Nấu như này ý, thì cơm bị oi khói chứ ngon gì ạ? Mà con đã mua cho mẹ đủ các thể loại bếp rồi cơ mà. Rồi là nồi cao tần, bếp từ, bếp điện. Cái gì cũng có cả mà mẹ không chịu dùng. Cứ bảo thủ thôi. Thôi được rồi, mẹ sẽ thay đổi. Hai đứa ăn đi cho nó nóng, ăn đi. Mà con ở trên đấy ý, làm ăn vất vả, ăn nhiều vào nhá. Đây miếng này ngon nữa này con này. Thôi. Con ăn không tự gắp, mẹ cứ ăn của mẹ đi. Con mời mẹ. Ừ. Em mời chị ăn cơm. Các con ăn đi. Ôi dồi ôi. Cái gì này? Cái gì thế con? Sao lại có sợi tóc trong thức ăn thế này? Ở khách sạn của con ý, mà phát hiện thấy tóc như này có mà đổ đi rồi, khách hàng người ta biết được có mà đóng cửa sập tiệm. Con chịu mẹ thật đấy. Quên cái môi rồi chứ. Là tóc của mẹ đấy. Chị cứ làm như chị sinh ra ở thành phố nhà hàng không bằng ấy. Mẹ rụng tóc bạc tóc là vì ai? Không phải vì sự thành đạt của chính chị à? Mới được có tí vững vàng đã